Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Học Toán Online. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 7, sách kết nối, bài luyện tập trung trang 86 phần bài tập. Rồi, trước hết là các em làm bài tập 4.29. Cho hình 4.73. Hãy tìm số đo xy của các góc. Hãy tìm số đo xy của các góc và độ dài AB của các đoạn thẳng trên hình vẽ. Độ dài AB của các đoạn thẳng trên hình vẽ. Rồi, trước hết là các em tìm số đo của góc Y trong tam giác ABC. Các em biết là trong một tam giác thì tổng số đo của ba góc bằng 180 độ. Như vậy trong tam giác ABC thì ta có góc BAC, tức là góc 45 độ này, cộng với góc ABC, tức là góc Y này, cộng với góc ACB, tức là góc 75 độ này. Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180 độ. Được chưa? Bây giờ chúng ta đang đi tìm góc Y, đúng không? Đang đi tìm góc Y, tức là tìm góc ABC. Vậy chúng ta suy ra góc ABC sẽ bằng 180 độ trừ đi hai góc còn lại, trừ đi góc BAC, trừ đi góc ACB. Được chưa? Rồi, ABC nó chính là góc Y. Các em thay bằng góc Y. 180 độ trừ đi góc BAC. BAC bằng 45 độ, trừ 45 độ. Trừ tiếp đi góc ACB. ACB bằng 75 độ, trừ tiếp đi 75 độ. Rồi các em tính xem kết quả bằng bao nhiêu. À, bằng 60 độ, đúng không? 60 độ. Vậy góc Y bằng 60 độ. Tiếp theo là các em tìm góc X. Góc X thì chúng ta xét tam giác nào? À, xét tam giác ABD, đúng không? Vậy trong tam giác ABD có góc BAD, tức là góc X này, cộng với góc ABD. ABD tức là góc 60 độ, cộng với góc ADB, tức là góc 75 độ. Ba góc này cộng với nhau bằng 180 độ. Bây giờ các em đang đi tìm góc X, tức là đang đi tìm góc BAD. Vậy các em suy ra góc BAD bằng 180 độ trừ đi hai góc còn lại, trừ đi góc ABD, trừ tiếp đi góc ADB. Được chưa? Hay góc BAD nó chính là góc X, bằng 180 độ, trừ đi góc ABD. ABD nó chính là góc 60 độ, trừ đi 60 độ, trừ đi góc ADB. ADB chính là góc 75 độ, các em trừ đi 75 độ. Rồi kết quả bằng bao nhiêu? À, có đúng bằng 45 độ không? Được chưa? Vậy X bằng 45 độ, Y bằng 60 độ. Được chưa? Tiếp theo là các em tìm A bằng bao nhiêu, B bằng bao nhiêu. À, các em sẽ gắn A này và gắn B vào hai tam giác. Chúng ta chứng minh cho hai tam giác đó bằng nhau. Sau đó là các em tìm cạnh nào tương ứng với A, cạnh nào tương ứng với B, là các em sẽ tìm được A bằng bao nhiêu và B bằng bao nhiêu. Được chưa? Bây giờ các em xét tam giác ABC và tam giác ABD. Hai tam giác này có góc BAC. BAC nó bằng 45 độ. BAD tức là góc X này chúng ta vừa tìm được nó bằng 45 độ, đúng không? Góc Y chúng ta vừa tìm được nó bằng 60 độ. Như vậy ta có góc BAC bằng góc BAD vì cùng bằng 45 độ. Được chưa? Hai góc bằng nhau này. Tiếp theo là cạnh AB là cạnh chung này. Hai tam giác này có AB là cạnh chung. Tiếp theo là góc ABC bằng góc ABD vì cùng bằng 60 độ. ABC bằng góc ABD vì cùng bằng 60 độ. Rồi, nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc, góc cạnh góc. Vậy các em suy ra tam giác ABC bằng tam giác ABD theo trường hợp là góc cạnh góc. Hai tam giác bằng nhau thì các em suy ra các cạnh tương ứng bằng nhau. Ở đây các em đang đi tìm là tìm A, đúng không? A nó chính là BC. A nó chính là BC. Cạnh BC của tam giác ABC nó sẽ tương ứng với cạnh BD của tam giác ABD. Như vậy ta suy ra BC bằng BD. BC chính là A này bằng BD, mà BD bằng 3,3, đúng không? Bằng 3,3 cm, hai cạnh tương ứng. Tương tự các em suy ra B. B ở đây chính là cạnh AD. AD thì nó phải tương ứng với cạnh nào? AD nó phải tương ứng với AC. Như vậy suy ra B bằng AD bằng AC, mà AC nó bằng 4 cm. Vậy suy ra B bằng 4 cm. Các em giải thích là hai cạnh tương ứng. Rồi đến đây thì chúng ta sẽ kết luận là X bằng 45 độ, Y bằng 60 độ, A bằng 3,3 cm, B bằng 4 cm. Tiếp theo là các em sang bài tập 4.30 cho góc XOY. Trước hết là các em vẽ góc XOY. Trên tia OX lấy hai điểm AM. Trên tia OX lấy hai điểm AM. Nhưng các em nhớ là OA phải lớn hơn OM. Tức là OA này nó dài hơn OM. Điều này có nghĩa là M nằm giữa O và A. Rồi trên tia OX lấy hai điểm AM. Trên tia OY lấy hai điểm BN. Sao cho OA bằng OB, OM bằng ON. OM này bằng ON này, OA này bằng OB này. Được chưa? Chứng minh rằng câu E tam giác OAN bằng tam giác OBM. Tức là các em chứng minh tam giác màu hồng bằng tam giác màu xanh. Như vậy các em sẽ xét hai tam giác này. Hai tam giác này có OA bằng OB. OA của tam giác màu hồng bằng cạnh OB của tam giác màu xanh. Theo giả thiết là OA bằng OB. Có góc O là góc chung của hai tam giác. O là góc chung. Và có cạnh ON của tam giác màu hồng bằng cạnh OM của tam giác màu xanh. ON bằng OM. ON bằng OM theo giả thiết. Được chưa? Như vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Nếu hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác này bằng hai cạnh và một góc xen giữa của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau theo trường hợp cạnh, góc cạnh. Vậy các em suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Tiếp theo là các em sang câu B. Chứng minh tam giác AMN bằng tam giác BNM. Tức là các em chứng minh tam giác màu hồng bằng tam giác màu xanh. Rồi theo câu E thì ta có tam giác OAN bằng tam giác OBM. OAN bằng OBM. Hai tam giác này bằng nhau. Cho nên chúng ta sẽ suy ra là AN bằng BM. AN này bằng BM, đây là hai cạnh tương ứng đúng không? Mà AN nó cũng là cạnh của tam giác màu hồng. BM nó cũng là cạnh của tam giác màu xanh. Được chưa? Rồi trước hết là hai tam giác màu hồng và màu xanh có cạnh AN bằng BM. Đây là hai cạnh tương ứng của hai tam giác mà chúng ta đã chứng minh được ở câu E. Tiếp theo, chúng ta có góc OAN. OAN bằng OBM. Được chưa? Hai tam giác này bằng nhau, suy ra hai góc này bằng nhau. Hai góc tương ứng. Được chưa? Mà OAN nó chính là góc MAN. Nó chính là góc MAN. OBM nó chính là góc NBM. Được chưa? MAN là góc của tam giác màu hồng. NBM là góc của tam giác màu xanh. Như vậy tam giác màu hồng và tam giác màu xanh có hai cạnh bằng nhau này, hai góc bằng nhau này. Tiếp theo, chúng ta có cạnh ME của tam giác màu hồng. Nó bằng OE trừ OM. Đúng không? ME bằng OE trừ OM. Tương tự NB bằng OB trừ ON. Rồi, nếu các em vẫn chưa hình dung ra thì các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ nha. Rồi mà theo giả thiết thì OE nó bằng OB, OM nó bằng ON, đúng không? OE bằng OB, OM bằng ON theo giả thiết. Từ đó các em suy ra là MA bằng NB. MA bằng NB, được chưa? Rồi như vậy đến đây thì chúng ta sẽ tổng hợp lại. Ta xét tam giác màu hồng và tam giác màu xanh, tức là tam giác AMN và tam giác BNM. Được chưa? Tam giác màu hồng và tam giác màu xanh. Hai tam giác này có AN bằng BM. AN bằng BM. Có góc MAN. MAN bằng góc NBM. Được chưa? Góc A màu hồng bằng góc B màu xanh. Có cạnh MA bằng cạnh NB. MA bằng NB. Rồi như vậy là hai cạnh và một góc xen kẽ của tam giác màu hồng. Nó bằng hai cạnh và một góc xen kẽ của tam giác màu xanh. Vậy hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Suy ra hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp là cạnh, góc cạnh. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.